là Nguyễn Hữu Thành đang khiêng nhà anh đấy. Dập nhiệt độ vào. Chụp thế này. Bà là anh dập nhiệt độ vào. Chụp thế này. Có tốt không? Có đau đầu không? Hả? Anh đã đổi đấy. Anh đi trả đá với đứa nào? Thằng nào có nào mà bị Covid hả? Chưa. Anh bảo là ở nhà. Đi gặp em thì không gặp. Hỏi đi về thế nào cũng là bị Covid này. Thank you.